hành cho mọi người là 12 tháng nhé mọi người nhé. Kênh Điện Máy Chính Hãng xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một dòng máy phát điện khác của Kabuto. Con này cũng là công suất là 3kg mà nó sẽ có bánh xe, hai tay cầm như trên hình ảnh mọi người cùng thấy. Hàng này là hàng chính hãng nhé. Đây, mọi người để ý cho mình nhé, hàng chính hãng đều có tem phụ của nhà nhập khẩu chính hãng này, địa chỉ này, công ty này, hay là chi nhánh sản xuất này. Đây là sản xuất tại Trung Quốc và được áp dụng theo công nghệ của Nhật Bản nữa thôi nhé, chứ không phải là hàng Nhật đâu nhé mọi người nhé. Đó. Đó, đây là cái vỏ hộp của máy này, cân nặng của máy nó sẽ là 42kg. Mắc công suất của nó là 3kg này, còn công suất chạy bình thường của nó là từ 2kg đến 2.8kg nhé. Số file của nó là 1 và nó sẽ sử dụng bộ động cơ nó là 7HP. Ồ, phát điện là 7HP. Mình đã lắp ráp đầy đủ rồi. Đây là con máy đầy đủ, máy phát điện Kabuto, mã của sản phẩm là KBT3500ST. Con này sẽ là đàn em của con Kabuto mà nó sẽ có đề nổ và nó rẻ hơn. Giá con này mình đang bán, giá hiện tại mà mình đang cái thời điểm mình đang cái video này, nó là 6.650.000 miễn phí vận chuyển. Thì con này sẽ có những gì thì mình sẽ giới thiệu luôn chi tiết đầy đủ này. Con này sẽ giống với đàn anh của nó. Thì đầu tiên mọi người cùng thấy đó là hai cái bánh xe. Đó, hai bánh xe cực kỳ chắc chắn và đẹp đẽ luôn nhá. À, bằng nhựa. Hai bánh xe là bằng nhựa, mình đã lắp ráp đầy đủ luôn cho mọi người. Ống này, ống thổi khí thải này, bộ động cơ củ phát này. Đó. Và phía bên trên đây được bao bọc, nó nằm bên trong là bộ khung cực kỳ là chắc chắn luôn. Chắc cực kỳ luôn cho mọi người nhá. Đấy, sơn tính điện cực kỳ là đẹp luôn này. Đây là bình đựng xăng này, thông số của máy cũng được dán ở phía bên trên. Đó. Ngoài ra nó sẽ kết hợp với hai tay cầm. Con này thì sẽ phục vụ cho những cái bác mà là ngại như là bê đi hoặc là di chuyển nhiều chỗ. Hai tay cầm này, phía bên trên này, phía bên trên này nó có cái cao su này, để lúc mình ấn ở phía bên trên đây nhá, mình kéo nó lên thì nó sẽ tì vào đây. Tì vào đây thì sẽ không bị xước, nó không làm cho là máy nó sẽ xấu đi. Đó, mình sẽ quay chi tiết luôn. Đó, không cần tay cầm, mình chỉ cần di mỗi tay không này cũng cực kỳ là nhẹ nhàng rồi. Đó, đây là bộ động cơ 7HP. Con này là giật nổ không có đề. Khóa xăng, kim xăng. Đây là bộ lọc gió đây. Để hút gió vào trong lọc này. Đó. Đây, phía đằng trước đây. Hai vị trí đầu ra của nguồn điện này. Áp này, đồng hồ hiển thị điện áp này, công tắc này. Đó. Với nhiều cái dòng máy phát điện mình đã đăng lên rồi, những ai mà muốn biết thêm về chi tiết các dòng các sản phẩm máy phát điện mà mình đang phân phối ở trên thị trường thì có hãy alo tới số điện thoại góc bên dưới màn hình nhé, 0915935868. Với con này là 6.650.000 thì mọi người suy nghĩ như thế nào về cái dòng sản phẩm mà Kabuto mà bên mình đang phân phối? Hàng này là được lắp ráp từ Trung Quốc, sẽ bảo hành cho mọi người là 12 tháng nhé mọi người nhé. Bây giờ những cái dòng máy phát điện mà bên mình sẽ bảo hành cho mọi người được nó 12 tháng. Giá cả như thế nào thì nó sẽ tăng tại từng thời điểm mình đăng video. Có thể là sau 1-2 tháng nữa thì con này sẽ tăng lên thì mình sẽ đăng cái video mới báo giá chuẩn luôn cho mọi người để mọi người cùng tham khảo. Ok nhé mọi người, hãy like và chia sẻ cái video này. Và nếu mọi người thấy cái video này hữu ích, hãy cho mình một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thêm nhiều các sản phẩm, các dụng cụ điện cầm tay chính hãng mà bên mình đang phân phối, đặc biệt là các dòng máy phát điện phục vụ cho các bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.